Đây là quá trình chúng tôi đang nghiên thử một cái ốp điện thoại trên máy UV6090 của APEC, hãng Microtech, sử dụng công nghệ full action 5X. Đang chọn hình. Bắt đầu pin ra. Rất là nhanh đúng không ạ? Chỉ một lát thôi. Trong vòng chưa đầy 1 phút chúng ta đã có một cái ốp điện thoại rất là đẹp đúng không ạ? Và nó đã khô luôn. Như các bạn đã thấy nó rất là nổi 3D lên đúng không? Rất là đẹp. In trực tiếp lên vỏ đi được hả?